Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Thành ủy Lào Cai vừa tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân các xã phường trên địa bàn về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực văn hóa xã hội. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy. Tại buổi đối thoại, các ý kiến của nhân dân chủ yếu tập trung đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư thêm và có giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cụm loa, trạm phát thanh hiện có ở các xã phường, đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng nhà văn hóa, các thiết chế, hỗ trợ cho hoạt động của các câu lạc bộ, đội văn nghệ dân gian, bản sắc ở cơ sở. Với tinh thần cởi mở, dân chủ và cầu thị, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy chính quyền của thành phố ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến của nhân dân tại hội nghị, đồng thời giải đáp thấu đáo, từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao trong nhân dân.